Để Tài nói, để anh nói trước ha. Với Tài thì Tài có làm việc chung với lại anh đạo diễn trong một dự án phim ngắn, cho nên lần này với vai diễn Thiện Tâm này thì anh đạo diễn Hữu Tuấn có cảm giác là có thể về ngoại hình, về về tính cách, cho nên là anh Tuấn đã giao vai diễn này cho Tài. Thì lần đầu tiên nhận được cái vai diễn này Tài cực kỳ áp lực luôn, nhưng mà sau đó thì mình cố gắng để hoàn thiện vai diễn tốt nhất. Những ngày quay đầu tiên thì mình cũng cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà sau đó được sự động viên và an ủi của anh Tuấn cũng như tất cả ekip thì mọi thứ cũng suôn sẻ. Và đặc biệt hơn nữa là sau khi kết thúc bộ phim thì anh Tuấn có chia sẻ là Tài đúng chính là Thiện Tâm mà anh đã nghĩ từ trong kịch bản, cho nên cảm thấy rất là vui. Còn cảm giác hiện giờ của em thì rất là vui. Và cái lần đầu tiên mà em gặp được chú đạo diễn Trần Vũ Tuấn đó là khi mà em tham gia một bộ phim ngắn dự thi HTV, thì chú đạo diễn đã rất là thích cái vai diễn đó của em và chú đạo diễn mời em lên công ty để thử vai, và em may mắn được đạo diễn và nhà sản xuất chọn, nên là em cố gắng làm hết mình cho cái bộ phim này. Dạ, khi mà em quay thì em không có gặp khó khăn. Với lại đây là một cái vai diễn mà giống như người con gái này bị mọi người trong gia đình ghét bỏ và không yêu quý, không được sự quan tâm như là anh của mình. Bởi vì hồi xưa thì người ta có phong tục là trọng nam khinh nữ, nên là em không có được yêu quý bằng anh của em. Cảm thấy tự tin khi mà bộ phim này thực sự mà nói thì Tài đang rất là tự tin, rất là háo hức để phim bắt đầu công chiếu và cho tất cả khán giả xem. Tại vì Tài tin chắc chắn rằng luôn á là kịch bản này chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy rất là nhiều bất ngờ, và các bạn sẽ cảm thấy là bộ phim này có rất nhiều ý nghĩa nhân văn, cho nên Tài tin chắc là khi các bạn bỏ tiền ra rạp các bạn sẽ không phải uổng công đâu, tin chắc là như vậy. Còn điều mà em tự tin về cái bộ phim Bắc Kinh Thang này đó chính là khi mà đăng cái poster lên thì được cái lượt tương tác rất là tốt và mạnh, và được mọi người yêu quý và quan tâm đến cái bộ phim, nên là em cảm thấy cái bộ phim này xứng đáng để mọi người bỏ tiền ra xem. Khi quay thì em không có gặp bất cứ cái câu chuyện gì hết, ma mị này kia hết. Nhưng mà em nghe mọi người trong đoàn lại bảo là có, nhưng mà em vẫn không thấy. Em có để ý thử nhưng mà không thấy. Tài cũng vậy. Tài là một người chắc yếu bóng vía nên từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt hết. Nhưng mà anh em ekip trong đoàn thì cũng có một vài khâu thì cũng có cảm giác là có những chuyện kỳ lạ nó xảy ra, nhưng mà thật ra nhiều chuyện nó chưa được chứng thực, cho nên là mình cũng không có dám chia sẻ. Tại vì thật ra căn nhà đó vẫn còn có cô chủ nhà ở, cho nên là mình cũng hạn chế nói về những việc không tốt ở đó. Dạ. Ông nội và vú đều có cảm giác là đang giấu giếm mình một điều gì đó. Và sau khi biết được là cô em gái họ của mình bị mất tích, cho nên là anh chàng này có cảm giác là mọi người đang giấu giếm mình điều gì đó, nên là cuối cùng anh chàng này nhất định là phải tìm ra bằng được sự thật. Thì kết cục là kết quả rất là bất ngờ. Yeah. Và vai diễn này có làm khó với Tài không? Dạ thật sự thì vai diễn này là rất khó với Tài luôn. Cực kỳ áp lực từ những ngày đầu tiên đọc kịch bản, là thực sự là rất thích vai diễn này. Tiếp sau đó là áp lực là bởi vì
có thể nói là đây là vai diễn đầu tiên mà Tài đảm nhận mà nó có nhiều cái tâm lý phức tạp như vậy. Cho nên là lúc nhận kịch bản xong thì Tài tìm hiểu kỹ hơn, rồi cũng hỏi kinh nghiệm của nhiều người lớn hơn. Sau đó thì cũng nói chuyện với anh đạo diễn thì anh cũng động viên an ủi, cho nên là cũng cảm thấy đỡ phần nào. Lúc mà lên set quay á, những quay đầu tiên cảm thấy bị áp lực, tại vì Tài khoảng thời gian trước đó thì cũng diễn ở sân khấu kịch đó, cho nên bước qua điện ảnh có cảm giác là những ngày đầu tiên mình chưa có quen lắm nên cảm xúc của mình hơi bị quá một chút xíu, cho nên là phải kiềm chế cái đó lại. Sau những cái ngày đó thì mọi thứ diễn ra rất là suôn sẻ. Và được biết là đây là vai diễn đầu tiên của Tài trong lĩnh vực điện ảnh, thì không biết là điều này thì Tài cũng muốn chia sẻ điều gì không? Thực ra trước đây Tài cũng có tham gia hai bộ phim điện ảnh rồi, nhưng mà đây là một vai diễn chính đầu tiên và có nhiều đất diễn hơn, cho nên là Tài cảm thấy rất là vui. Bên cạnh đó thì cảm thấy rất là áp lực. Không biết là sau khi tất cả mọi người khách quý đến đây xem xong thì có sẽ cảm nhận về mình như thế nào. Rất là hồi hộp, rất là mong chờ sẽ nhận được nhiều sự góp ý. Nhưng mà Tài tin chắc là sau có sự cố gắng của Tài và tất cả anh em ekip thì mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ cho Bắc Kim Thang. Trong quá trình làm phim này, không biết Tài có kỷ niệm nào chia sẻ? Thực ra là phim này có rất nhiều là kỷ niệm luôn, nhưng mà kỷ niệm hiện tại bây giờ trong đầu đang có là có những cái cảnh quay ở sông nước miền Tây, cho nên là bị hơi sợ một chút xíu. Trước khi xảy ra những cảnh quay đó thì cũng cảm giác là bất an lo lắng, tại vì thực ra Tài người không phải là bơi quá giỏi, đặc biệt là ở sông nước nữa, cho nên là những ngày đó thì rất là áp lực với Tài, nhưng mà cuối cùng cũng vượt qua được.